Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ xử lý cho phần best seller. Phần best seller này chúng ta sẽ làm và dùng chung được cho phần ở phía dưới nhé các bạn nhé. Đây. Thì anh sẽ định nghĩa cho phần best seller như sau. Best seller. Đối với phần best seller chúng ta sẽ quy định cho cái ID một vài cái thuộc tính như sau. Chiều rộng chắc chắn là 100% rồi. Được chưa? Container thì chúng ta đã dùng chung rồi. Được chưa các bạn? Mình sẽ tạo ra một cái khoảng cách từ phía trên khoảng 60 pixel. Đây. Cho phần này. Đó. Nó sẽ có một cái khoảng cách với phía trên này. Được chưa các bạn? Và mình sẽ để cứ để mặc định nó đã là block rồi nhưng anh vẫn cứ để đây như thế này. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ định nghĩa vào UL có class là gì? Có class là clip product clip như thế này. Được chưa? Chúng ta sẽ định nghĩa margin không, padding không, chúng ta đã có sẵn rồi. Chúng ta chỉ cần đặt flag cho nó thôi. Ok chưa? Ngay lập tức chúng ta sẽ được danh sách sản phẩm như thế này. Được chưa các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ định nghĩa vào từng cái li. Ok chưa? Chúng ta sẽ định nghĩa vào từng cái li như sau. Đây. Chúng ta định nghĩa vào từng cái li. Thì mỗi cái li này, vì nó là 5 cái li đúng không? Có 5 cái li. Mà chia cho 100% chia 5 thì mỗi cái sẽ chiếm 20%. Được chưa các bạn? Ok chưa? Và chúng ta sẽ đặt cho nó một cái khoảng để anh nhìn đã. Đây. Đó. Ok chưa? Chúng ta sẽ làm gì với nó đây? Chúng ta sẽ xử lý cho hình ảnh. Anh định nghĩa cho ảnh đã. Thì IMG của nó, IMG nó sẽ có max width. Anh sẽ để bằng 220 pixel. Đó, thì chúng ta sẽ có một cái khoảng như thế này. Được chưa các bạn? Đây. Và chúng ta sẽ định nghĩa cho tên và giá của sản phẩm. Thì tên nó sẽ nằm trong thẻ A. Được chưa? Thì trong thẻ A này thì chúng ta định nghĩa cái thẻ A này nó sẽ có color như thế nào? Màu đen giống như lúc trước. Được chưa? Giống như cái thẻ ở trên banner ấy. Phong size của nó, ví dụ anh để là khoảng 1rm chẳng hạn. Ok chưa? Text decoration none thì dùng chung rồi. Được chưa? Display sẽ là block. Đó. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ định nghĩa đến thẻ pay. Đây. Thẻ pay nó là thẻ giá này. Thì cái phần giá này chúng ta sẽ để như thế này. Pay. Như thế này. Được chưa? Thì thẻ P của chúng ta nó sẽ có một cái color màu nó sẽ nhạt hơn một chút xíu. Các bạn sẽ nhìn thấy. À, màu của cái giá này nó sẽ có màu khác đi một chút xíu nhưng mà là màu xanh nhạt này. Đây. Đó. Ok chưa? Và anh muốn là nó có với khoảng cách với phía trên một khoảng là khoảng 10 pixel thì anh sẽ để padding tốt 10 pixel. Đó, như thế này. Được chưa các bạn? Bây giờ làm sao để chúng ta định nghĩa được cho cái đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng đây, một cái class vào đây đi. Introduce. Được chưa các bạn? Thì anh sẽ định nghĩa cho cái đầu tiên thì riêng đối với những li là introduce thì chúng ta sẽ định nghĩa nó khác đi một chút các bạn nhé. Đây, với những thằng li là introduce. Thì với cái introduce thì chúng ta sẽ xử lý nó như thế nào? Thì chúng ta sẽ làm nó như sau. Đây. Các bạn nhìn thấy là trong introduce này chúng ta đang cần định nghĩa nó như thế này. Được chưa? Các bạn nhìn thấy này, toàn bộ cái nội dung này nó sẽ nằm ở giữa theo chiều dọc. Được chưa? Nằm giữa theo chiều dọc này. Vậy thì cái li introduce nó sẽ phải như thế nào thì chúng ta mới làm được cái việc đó đúng không? Đúng không các bạn? Đây. Thì chúng ta sẽ để như thế này. Justify align item sẽ bằng center. Thì mọi thứ nó sẽ nằm theo chiều dọc. Nhưng theo các bạn
thì nó đã nằm được chưa? Nó chưa, đúng không? Tại vì sao? Muốn cho những thằng này nằm theo chiều dọc thì thằng này phải justify item, align item là center, và đồng thời nó phải mang một cái display là flag như thế này. Đó, thấy chưa? Nhưng khi mà chúng ta display flag thì tất cả những cái thẻ này nó sẽ nằm ngang hàng. Bây giờ chúng ta sẽ phải điều hướng lại cho nó. Đúng không? Thì chúng ta sẽ phải là flag direction sẽ bằng call luôn. Đó. Thì nó sẽ nằm đúng như chúng ta cần. Đây, anh sẽ định nghĩa như thế này. Và display chứ, display là flag này. Đây. Và flag direction sẽ bằng column. Khi mà column rồi thì các bạn sẽ nhìn thấy là à, nó sẽ vẫn nằm như thế này vì chúng ta đang dùng align item, vì chúng ta chuyển là column. Được chưa? Mà lúc này chúng ta sẽ phải đổi cái này thành justify content center như thế này. Đó. Vì là column nó sẽ theo chiều ngang. Tức là các bạn hình dung các bạn xoay màn hình ấy, thì nó sẽ theo chiều ngang. Được chưa? Thì chúng ta sẽ đổi nó như thế này. Đây sẽ là justify content đối với trường hợp flex là column. Ok chưa các bạn? Đó. Chúng ta xem là chúng ta phải sửa cái gì. Thì đối với thẻ H2 chúng ta sẽ là text decoration, à, text transform. Text transform sẽ bằng uppercase. Được chưa các bạn? Rồi chúng ta có gì nữa? Chúng ta sẽ có màu cho nó. Màu này thì màu đen rồi. Đó. Color 333. Đó, được chưa các bạn? Tiếp theo màu chữ của nó là một cái màu xanh, có nghĩa là thẻ small. Small. Color nó sẽ như thế này. Đó. Còn cái màu tách ở dưới thì nó lại là màu đen. Đây, có nghĩa là thẻ pay của chúng ta nó lại là một cái màu CCC như thế này. Đó, ví dụ font size nó sẽ nhỏ bớt đi. .9RM. Ok chưa các bạn? Đây, và nó sẽ nằm một khoảng ở bên trong này. Đây. À, màu này cũng không hay. Cũng không hẳn là màu ấy đâu. Nó vẫn là màu 333 các bạn nhé. Đây. Đó. Được chưa? Và các bạn nên giới hạn cho cái này một cái kích thước để cho nó không bị sát với cái mép này. Thì thẻ P này của chúng ta có một cái mark width. Đó, nó sẽ như thế này. Cơ bản thì chúng ta sẽ làm tạm thời như thế này các bạn nhé. Đó, vậy là chúng ta định nghĩa xong cái gì rồi? Chúng ta đã định nghĩa xong phần sản phẩm. Được chưa? Chúng ta đã định nghĩa xong sản phẩm rồi. Ok chưa các bạn? Rồi. À, lúc này chúng ta sẽ làm gì với nó? Lúc này chúng ta sẽ xử lý cho phần ở phía dưới, đó là phần shipping. Được chưa các bạn? Đây, phần shipping này. Đó, phần shipping này thì đơn giản rồi. Cực kỳ đơn giản các bạn nhé. Đối với các bạn có nhìn thấy cái này không? Đây này. Tí quên. Trong danh sách sản phẩm này của chúng ta sẽ phải thể hiện được cái đó. Ok chưa? Thì trong danh sách sản phẩm này chúng ta sẽ có một cái đây. Class by. Chúng ta sẽ phải định nghĩa cho nó. Cái class by này chúng ta sẽ dùng nó như thế nào đây? Thì từ UL product list các bạn sẽ phải gọi đến một cái div có class là by như thế này. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ display flag. Được chưa các bạn? Nhưng trước khi display flag thì anh muốn định nghĩa vào từng cái thẻ A lại để chúng ta nhìn thấy là thẻ A của chúng ta nó sẽ như thế nào. Vì thẻ A nó đang không có nội dung gì cả. Được chưa các bạn?
nên mình sẽ để display the block và cũng set width cho nó bằng 25 pixel, chiều cao bằng 25 pixel, và chúng ta set border để chúng ta có thể nhìn được nó đã, một pixel như thế này. Thêm color vào cho nó. Đó, nó đang bị lấp ở đâu đấy các bạn. Đây, nó đang ở đây. Background đi. Solid. Đó, các thẻ A của chúng ta đây các bạn nhé. Ok chưa? Bây giờ chúng ta muốn các thẻ A này nằm theo chiều dọc, thì chúng ta chỉ cần cái chứa nó mang một cái là flex direction sẽ là column. Ngay lập tức nó sẽ nằm theo chiều dọc này. Được chưa các bạn? Bây giờ các bạn muốn các thẻ A này nằm ở góc trên cùng này, có nghĩa là nó sẽ phụ thuộc vào thằng LI này. Thì thằng LI của product list nó sẽ phải mang một cái giá trị như thế này. Position relative. Và cái class by này sẽ mang một cái giá trị là position absolute. Chúng ta để top bằng 0 pixel. Right cũng sẽ bằng 0 pixel như thế này. Ngay lập tức nó sẽ nằm lên đây. Được chưa các bạn? Nó sẽ nằm lên đây. Nhưng right của chúng ta, các bạn biết vì sao nó lại nằm ra đây không? Bởi vì thẻ LI thì nó như thế này. Rộng 100% như thế này. Nhưng mà cái thẻ image của chúng ta nó chỉ tối đa là 200 thôi. Nó sẽ như thế này. Để nó tạo được khoảng cách giữa các ảnh. Chính vì vậy, cái byte này của chúng ta nó sẽ phải nằm vào bên trong một khoảng 10 pixel. Đây, các bạn cứ căn cho nó chỉnh được, cho nó chuẩn. 25 pixel như thế này. Được chưa? Chúng ta sẽ xử nó như thế này. Ok chưa các bạn? Thì chúng ta sẽ để nó khoảng 25 pixel. Đây, thì chúng ta được cái kết quả như thế này các bạn nhé. Sau đó chúng ta sẽ làm gì đây? Chúng ta sẽ set background cho thẻ A này. Background, chúng ta sẽ là URL img. Chúng ta có một cái class by như thế này. Đó. No repeat. Được chưa các bạn? Và sau đó thì chúng ta sẽ làm gì với nó đây? Chúng ta sẽ đi lấy ra từng cái ảnh ở trong đây. Tuy nhiên thì chúng ta cũng sẽ có một cái background color cho nó các bạn nhé. Đây. Đây. Chúng ta sẽ có color cho nó. Đó. Được chưa? Bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể bỏ border đi được rồi. Đó, ok chưa các bạn? Bỏ border đi được rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ chỉnh để lấy ra từng cái ảnh một. Được chưa? Thì cái đầu tiên anh sẽ dùng cái gọi là nth try cho cái thứ nhất. Chúng ta sẽ có background position. Position nhé các bạn nhé. Đó, background position. Ví dụ như chúng ta là 1 pixel, 5 pixel. Giả sử như vậy. Thì chúng ta sẽ, đó, đổi được cái này. Tương tự, từ cái này rồi thì chúng ta sẽ suy ra những cái tiếp theo nó rất là dễ. Cho cái thứ hai. Đây, cái thứ hai đây các bạn nhé. Đấy, được chưa? Thì chúng ta sẽ tăng nó lên thôi. Ví dụ, anh sẽ tăng lên 1. Cho cái này. Và một cái là sẽ giảm đi. Khoảng trừ 40 pixel. Trừ 40 pixel. Đây. Đó. À, nó sẽ hơi lệch. Trừ 45 pixel chẳng hạn. Đó. Được chưa? Rồi. Tiếp theo cái số 3. Chúng ta nhân đôi lên sẽ là trừ 90. Được chưa các bạn? Đó. Cái số 3. Thì chúng ta sẽ được cái này. Nth size 20 90.
Cái này các bạn có thể dùng trình duyệt để các bạn gióng nhé. Sau đó các bạn tạo khoảng cách giữa các thẻ A thì các bạn định nghĩa cho anh như thế này. Margin bottom khoảng 10 pixel. 10 hoặc là 5 pixel, ngắn thôi. Đây, như thế này là các bạn đã tạo ra được cái phần này rồi. Sorry, nó sẽ ở thẻ A, thẻ chung này. Margin, các bạn sẽ thấy là thuộc tính CSS của nó sẽ không bị thừa nhiều, nó không bị lặp đi lặp lại nhiều. Đó, ok chưa? Vấn đề là khi chúng ta hover chuột, cái này chúng ta sẽ phải lặp 30 tạm thời như vậy. Khi chúng ta chưa hover chuột vào thì cái này nó sẽ bị ẩn đi, có nghĩa là cái byte này này luôn luôn sẽ phải là display none. Đó, ok chưa? Khi chúng ta hover chuột vào thẻ li thì chúng ta mới hover, thì chúng ta mới hiển thị cái thằng có class là byte lên. Đây, thấy chưa? Display. Sau này chúng ta học animation thì chúng ta làm cho cái này nó có hiệu ứng mượt hơn. Đó, các bạn thấy ok chưa? Thì đối với phần product list này là cái mà chúng ta sẽ hoàn thiện nếu mà có đủ cả cái phần hover này các bạn nhé.